Rồi, giới thiệu đây mọi người, đây là thành quả của buổi đi rừng sáng nay. Đây là tổ ong rừng vừa lấy từ trên cây xuống, rất là vất vả. Tổ này bao nhiêu lít anh ha? Tầm 5 lít. Tổ này tầm 5 lít, mọi người thấy đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, còn 10 người. Mà hello, đi từ sáng giờ rất là xa, mà chỉ được tầm 5 lít mặt thôi. Tuy nhiên thì nó cũng dạng như là hên xui, có những tổ to nhất là bao nhiêu lít ha? Có mười mấy lít. Có tổ mười mấy lít, có tổ 5 lít, 7 lít, nhưng mà cũng có tổ là lấy lên không lấy xuống không có lít mặt nào. Cho nên là cái mặt ong rừng thiên nhiên là nó phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, cho nên là mình không có biết trước được nha. Đây, đây là thành quả. Lát nữa về Nga sẽ bắt và gửi cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.